người đàn ông lấy trộm điện thoại iPhone của nhân viên quán cà phê. Ngày 2 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an TX Bến Cát, Bình Dương tạm giữ Trần Long Hậu, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tỉnh Tiền Giang để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, ngày 31 tháng 5, Hậu vào quán cà phê thuộc khu phố 1, phường Tân Định, TX Bến Cát để uống nước. Trong lúc đi vệ sinh, Hậu thấy trên quầy thu ngân có điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 của nhân viên quán, nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định lấy trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Hậu lấy điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó tính tiền ra về. Nhận được tin báo, công an phường Tân Định phối hợp công an TX Bến Cát nhanh chóng rà soát, truy xét và bắt giữ Hậu cùng tang vật.